Con chơi từ bao giờ? Ước gì hai đứa nó không phải học nhỉ, nó ở nhà chơi với mình nhỉ? Biết thế, chơi đi học cho rồi. Cho con ra 5 phút nữa. 5 phút rồi nha, dậy ra anh ra. 5 minutes later. Dậy Ken ơi, em dậy rồi kìa. Dậy đi đánh răng với con, muộn học rồi. Thơm quá. Dậy đi. Muộn rồi. Ước gì con được nghỉ hè. Mẹ không phải dậy sớm chuẩn bị đồ đạc cho con nha. Được ngủ nướng thêm một tí. Ken, mặc quần áo đi con. Dậy đi. Mệt lắm rồi. Mấy giờ rồi? Dậy đi. Dậy đi học. Không được rồi. Phải dậy nấu ăn. Tưởng được ngủ nướng. Trời ơi, sáng nay vừa thức giấc đi xuống thấy một cô tiên đang thái lạp sườn là sao? Sáng nào tôi chả thế, chỉ có là thái cái khác thôi. Ủa, lạp sườn thái thì là mỏng thế. Chỉ có Đăng Anh mới thích ăn món này thôi. Đúng ạ. Nói lại nhớ, chúng nó đi học, nhà cũng trống vắng. Công nhận. Ước gì hai đứa nó không phải học nhỉ, nó ở nhà chơi với mình nhỉ. Nhớ Đăng Khang, Đăng Anh quá à. Ăn đi. Ăn đi. Biết thế, đừng ước tụi nó ở nhà nữa. Mệt hết cả người. Sở giáo dục, học sinh tạm thời nghỉ học vì đã thi xong cho đến khi có thông báo. Bố ơi, thế này là nghỉ hè sớm đấy. Thi xong rồi. Trời ơi, chết chưa. Con chỉ muốn đi mua xúc xích, không bao giờ đi mua xúc xích, chỉ đi leo núi thôi. Trời ơi, đau hết cả đầu. Đây mới chỉ là nghe tin được nghỉ hè thôi nhé, chứ còn không biết là có nghỉ thật hay không. Mà chẳng lẽ một mùa hè lại bắt đầu với cách như thế này sao? Đứa thì đòi đi leo núi, đứa thì đòi ăn xúc xích. À, không biết cách rồi. Mẹ thấy ăn, mẹ thấy ăn. Đi Nha Trang đi, mẹ thấy ăn. Không, dừng. Đòi hỏi. Đi Phú Quốc đi. Đi xuống nhà ăn sáng. Ken ơi, con chơi vui không Ken? Dạ vui. Thích không? Thích. Thì hè chơi thoải mái không? Thoải
Con chơi từ bao giờ? Biết thế, cho đi học cho rồi. Mẹ kỳ ấy nhở. Con đi học thì muốn con ở nhà nhớ Nhung. Giờ con ở nhà rồi nghỉ hè, chị muốn con đi học. Con không tin à? Mọi người có tin không? Nếu không tin thì gọi cho xem nhé. Tự nhiên nhớ tụi nhỏ thế nhỉ? Biết thế, chơi đi học cho rồi. Alo. Chồng ơi, đi đón con đi học về đi chồng. Đến giờ rồi, tan học rồi. À, vợ quên à? Mấy con có đi học đâu. Chồng hôm nay đón con ở nhà cô chú về mà. Ừ nhờ. Chứ dạo này cứ lẩn thẩn tẩn quên. Thế nhanh nghe bố con nhé. Ok. Rồi, chồng về ngay, chồng biết rồi nhá. Ok vợ. À, đúng là phụ nữ thì rất là phức tạp nha mọi người. À, khi con đi học thì cảm thấy nhớ Nhung, mà con ở nhà rồi thì lại đau cái đầu mệt mỏi vì chúng nó quậy quá. Thế nhưng mà mẹ thì lúc nào yêu thương con, và các con thì lúc nào tràn ngập tình yêu và luôn luôn nhớ mẹ mỗi khi vắng mẹ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay của gia đình Đăng Khôi Thủy Anh. Mọi người đừng quên ấn like, share và comment cho Thủy Anh biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chờ đón những video tiếp theo nha. Các cô chú ơi, các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé. Để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú.